3 sản phẩm bán chạy nhất tại Shop Hoàng Đức. Tôi là Bùi Hiền, tôi đến từ Shop Hoàng Đức. Số 1, chiếc bếp từ đôi WMF 2 vùng nấu. Tại sao bạn ý lại là một sản phẩm bán chạy nhất? Các bạn nhìn nhé, về thiết kế chiếc bếp từ đôi WMF này có 2 vùng nấu chia rất là rõ ràng. Các cái phím điều khiển đều rõ ràng. Bạn ý có thể đặt âm được, đặt dương được và phù hợp với nhà có người già nhé các bạn nhé. Nếu đơn giản mình chỉ đặt dương thôi thì mình sẽ để trên mặt bàn. Nếu đặt âm mình cho thêm một cái khung vào và mình để âm xuống dưới. Và đặc biệt bạn ý đến từ thương hiệu hàng đầu thế giới đó là WMF. Điều đó đã làm cho bạn ý trở thành một cái sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện giờ. Top 2 đó là một chiếc ấm siêu tốc. Đặc biệt hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là ấm siêu tốc Smart. Bạn ý có rất nhiều màu sắc với các lựa chọn khác nhau, có các cái dung tích nhỏ hoặc dung tích lớn. Ấm siêu tốc Smart hoặc những cái sản phẩm của Smart nói chung, đó là một cái biểu tượng của sự lịch sự, sang trọng và sành điệu. Tất cả những cái gian bếp mà có sự hiện diện của Smart hoặc ấm siêu tốc Smart này ở trong gian bếp thì nó sẽ làm cho gian bếp của mình sang trọng hơn. Và những chị khách sành điệu của bên em đều lựa chọn Smart cho gian bếp của chính mình. Và cuối cùng không thể thiếu đó là một chiếc chảo inox. Chiếc chảo inox này dần dần đã thay thế hoàn toàn cho chiếc chảo chống dính bình thường của mọi gia đình. Với một chiếc chảo inox của nhà WMF, các chị nghĩ các chị có thể dán được không ạ? Hoàn toàn dán được nhé, mà không lo sát dính nhé, xào được nhé, dùng được trong máy rửa bát nhé, bền vĩnh cửu luôn các chị. Thường các chảo inox người ta hay có câu là gì ạ? Người hỏng chảo không hỏng là vì thế đấy ạ. Và đặc biệt khi lựa chọn một thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới là các chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả cực kỳ hợp lý ạ. Để trải nghiệm hoặc mua sắm tất cả các sản phẩm tuyệt vời này, xin mời các bạn hãy đến với chúng tôi, Showroom Shop Hoàng Đức số 685 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.